8 sinh viên đến ăn và uống rượu tại một quán trên đường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì 2 người tử vong và 6 người nhập viện. Trong đó 4 sinh viên được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức trong tình trạng nguy kịch. Hiện một em đang nằm ICU, hồi sức tích cực chống độc, đang thở máy, lọc máu và đã tỉnh. Một em đang lọc máu chưa tỉnh, 2 em khác đang nằm tại khoa nội tiết thận, nồng độ ethanol thấp, có dấu hiệu tỉnh táo. Theo người nhà các bệnh nhân thì 8 sinh viên nhậu cùng nhau và có uống một loại rượu không rõ nguồn gốc tại quán nhậu trên đường Tăng Nhân Phú B. Sau khi uống về thì một người tử vong tại phòng trọ, một người tử vong tại bệnh viện Lê Văn Việt, 6 người còn lại bị đau bụng, chóng mặt, nôn ói nhiều, có uống thuốc nhưng không hết. Sau đó thì có các triệu chứng co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Thưa quý vị, theo thông báo từ công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC, từ hôm nay, khách hàng sẽ phải trả 120.000 đồng một xe khi dán thẻ VETC, áp dụng với tất cả phương tiện dán mới hoặc thay thẻ, dán lại. Việc thu phí sẽ được trừ qua tài khoản giao thông của khách hàng, áp dụng cho cả dán lại từ lần thứ 2 trở đi. Trước đó, công ty cung cấp dán thẻ thu phí tự động còn lại là ePass cũng đã ngưng dán thẻ miễn phí cho khách hàng từ ngày 25 tháng 7. Công ty này cũng áp dụng mức phí là 120.000 đồng cho khách hàng có nhu cầu dán thẻ không dừng ePass, áp dụng với cả phương tiện dán và kích hoạt mới cũng như dán lại. Như vậy, kể từ hôm nay, chủ xe dán thẻ ETC của bất kỳ đơn vị cung cấp nào, dù là VETC hay là ePass, cũng đều phải trả phí, không còn được miễn phí lần đầu như trước đó. Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho 4 người tử vong tại Thanh Hóa. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xe ô tô khách giường nằm lưu thông hướng Bắc Nam khi tới địa điểm trên đã va chạm với một xe máy đang sang đường. Do bị bất ngờ, tài xế xe khách đã đánh lái sang bên phải để tránh chiếc xe máy, nhưng lại liên tiếp tông vào 3 chiếc xe máy khác đang đi và dừng trên vỉa hè. Hậu quả là một người ngồi trên xe máy đã tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Ô tô khách và 4 xe máy bị hư hỏng nặng. Trong 2 ngày qua, mưa to kèm dông lốc sét gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên và Trà Vinh. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lớn 2 ngày qua đã làm một người ở tỉnh Lào Cai tử vong, một người mất tích do bị lũ cuốn trôi ở Lào Cai, 4 người bị thương do sét đánh ở Lào Cai, Tuyên Quang. Mưa lớn làm 2 nhà bị sập hoàn toàn, 631 nhà bị hư hỏng tốc mái, trên 70 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 56 con gia súc gia cầm bị chết và hàng loạt tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi tại các địa phương nói trên bị hư hại. Đầu tháng 7 âm lịch, thị trường bánh trung thu bắt đầu nhộn nhịp. Năm nay, thị trường xuất hiện bánh trung thu dẻo mini giá rẻ khoảng 4.000 đồng một cái, thậm chí lấy buôn chỉ có giá 2.000 đồng một cái. Theo ghi nhận, đây đều là bánh trung thu mini được các tiểu thương nhập về từ Trung Quốc. Các doanh nghiệp chuyên làm bánh trung thu cho rằng cần lưu ý chất lượng của các loại bánh này vì năm nay giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, mỗi chiếc bánh đã tăng thêm từ 4 đến 10.000 đồng. Trong khi đó, thời gian bảo quản của những chiếc bánh này rất lâu, lên đến 4 tháng. Phía quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng lên tiếng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua các sản phẩm được công bố thông tin một cách rõ ràng. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào ngày 6 tháng 8 cho biết ông có thể sẽ tiến hành cải tổ nội các vào tuần tới. Ông Kishida đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo thành phố Hiroshima sau khi tham dự lễ tưởng niệm 77 năm quân đội Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này. Truyền thông Nhật Bản cho biết Thủ tướng Kishida dự kiến sẽ thay Bộ trưởng Quốc phòng Kishi Nobuo trong đợt cải tổ nội các vào ngày 10 tháng 8. Ông Kishi, 63 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từ tháng 9 năm 2020. Ông là em trai của cố Thủ tướng Abe Shinzo. Theo kế hoạch ban đầu, đợt cải tổ nội các sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 sau lễ tưởng niệm 49 ngày mất của ông Abe. Thủ tướng Kishida quyết định đẩy lịch trình lên sớm hơn nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại và những căng thẳng địa chính trị trong khu vực. Vào ngày 5 tháng 8, Triều Tiên tái khẳng định chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của nước này hoàn toàn nhằm mục đích tự vệ, trong bối cảnh có nhiều mối lo ngại rằng vụ thử hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng trong gần 5 năm qua có thể xảy ra vào bất cứ thời điểm nào.
Tại diễn đàn khu vực ASEAN ARF diễn ra ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Đại sứ Triều Tiên tại Indonesia An Quang Nghi, người có mặt thay cho Bộ trưởng Ngoại giao Cho Sun Hoi cho biết tất cả những gì mà Triều Tiên đang làm chỉ là nhằm tự vệ và không đe dọa bất kỳ quốc gia nào. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên nối lại các cuộc đối thoại quan trọng với các nước có liên quan nhằm đạt được việc dỡ bỏ hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Vào ngày 5 tháng 8, nhóm E3 gồm 3 nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi Iran không đưa ra những yêu cầu phi thực tế trong các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký vào năm 2015. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Iran và nhóm P5+1 vừa nối lại các cuộc đàm phán tại thủ đô Viên của Áo sau nhiều tháng đình trệ. Cụ thể, nhóm E3 kêu gọi Iran không đưa ra các yêu cầu nằm ngoài phạm vi kế hoạch hành động chung toàn diện được ký vào năm 2015. Iran và Mỹ đã nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp vào ngày 4 tháng 8. Theo Ngoại trưởng Iran, mối quan tâm hàng đầu của Tehran hiện nay là lợi ích kinh tế từ thỏa thuận hạt nhân, bảo vệ được năng lực và công nghệ hạt nhân và được các nước tôn trọng các làn danh đỏ. 10 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em trong một hỏa hoạn xảy ra vào ngày 5 tháng 8 tại một ngôi nhà ở bang Pennsylvania, miền đông nước Mỹ. Cảnh sát bang cho biết ngọn lửa bùng phát vào sáng sớm cùng ngày tại ngôi nhà ở Neskobrick, một thị trấn ở phía đông bắc của bang Pennsylvania. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà. Các hình ảnh được truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy ngôi nhà 2 tầng đổ nát với những bức tường cháy đen. 3 trẻ em thiệt mạng có độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi, trong khi đó các nạn nhân khác có độ tuổi từ 19 đến 79 tuổi. 3 người lớn đã thoát khỏi đám cháy. Các đơn vị K9 thuộc mật vụ Mỹ đã được huy động để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Giới chức Tây Ban Nha đã xác nhận 2 trường hợp bệnh nhi đầu tiên tử vong do viêm gan cấp tính, căn bệnh bí ẩn đang được các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO theo dõi chặt chẽ. Trong thông báo vào ngày 4 tháng 8, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết nước này đã ghi nhận 46 trường hợp mắc viêm gan cấp tính, trong đó có 3 trường hợp cần được can thiệp ghép gan. 2 trong 3 trường hợp này đã tử vong trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, tính đến ngày 28 tháng 7 đã có 507 ca mắc bệnh viêm gan cấp tính ghi nhận tại 21 quốc gia châu Âu. Các chuyên gia y tế thế giới hiện nay chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ em, song dự đoán một loại virus nào đó tồn tại trong dạ dày là nguyên nhân gây ra các vấn đề về gan ở những trẻ em khỏe mạnh.